Bà ăn kẹo đi bà. Cất kẹo đi. Ui cất gì đâu, con để cho bà ăn đi, bà lấy hết cũng được đi. Lấy hết làm gì, chỉ một đại cái. Sao bà lại xuống nhà con mua? Có thể khả năng là sang năm lại không mua. Sao bà không mua gần nhà bà? Thích gần này, bà có thích gần này mà. Tại sao bà thích nhà con? Với cam với vợ thì nói chuyện hợp nhau. Thế nói chuyện với con là không hợp đúng không? Không hợp nhưng mà không vui. Không vui. Hôm nay nói chuyện với con gần 4 giờ mới về. 3 giờ bắt đầu nhà đi. Ui sao? Hôm nay là 3 giờ 15 giờ nhà đi mà hôm nay là gần 4 giờ về nhà. 4 giờ mới ở đây về, 4 giờ cái 15. Vâng. Hai bà cháu cứ nói chuyện với nhau thôi. Xong nhà con lần chằng cho bà. Ừ, cái chằng.